Ôi, chào cả nhà. Trưa ngày 31 tháng 8, một ngày cuối tháng, ngày này là tổng kết nha. Em thì cũng đang tổng kết lại một số các cái sản phẩm, rồi bắt đầu chiều nay hoặc là với mai là em sẽ lên một list các cái danh sách sản phẩm để sale cho anh em chơi. Còn bây giờ em sẽ lên một số các sản phẩm mới về. Đây là một em Aramis, một cái thương hiệu của Nhật Bản, sử dụng máy Nhật, và con này có tính năng báo thức nè, giờ thể thao nè, toàn bộ thép không gỉ nè, và đây là bản giới hạn luôn nè, limited edition. Đó. Biết mấy cái thương hiệu thì không có ai biết hết, mà bày đặt ra mấy cái limited để làm cái gì thì em cũng không hiểu. Nhưng mà con này nó có một cái đặc điểm mà ở đây là anh em nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây kim. Rồi, 8 kim nè, một cây kim nhỏ dưới đây nữa. Hiện tại là đang có 8 kim, nhưng mà không mấy cây kim là đang chạy hết. Đó, lý do vì sao? Đó. Không có cây kim nào chạy nhưng mà vẫn đang chạy đúng giờ, 2 giờ 1 giờ 43 phút nè. Đó, vậy là do thằng Dương nó mới chỉnh giờ. Đó, vậy thôi. Để lại rồi một em Nissan nha. Em Nissan này thì là mặt đỏ nè, mặt lửa dành cho anh em mệnh hỏa, hay là anh em thích cái kiểu màu cũng độc lạ. Đây là kiểu đỏ mà đỏ rượu nha. Cũng nói chung màu đỏ này cũng cũng khá là đẹp, không có tì vết. Bộ kim và các cái đầu cọc số có dạ quang. Con này thì form của nó tuy là size nó không được to, nhưng mà cái càng của nó, nếu anh em để ý là cái càng nó bo dài ra nè, cho nên là anh em nào mà tay nhỏ nhỏ là sợ mang không được đó nha. Size ngang 36, size dọc là 40, 42.5. Đó, đây lên tay này nó như vậy nè, thấy không? Đó, nó có phần nó hơi vôi ra một chút ở ở phía cạnh trên. Đó. Do nó không có cụp á. Gọi cái này, cái càng này giống như gọi là càng ngang, nó không có quặp xuống. Rồi chiếc này thì nguyên zin toàn bộ, dây khóa có lịch thứ lịch ngày tiện lợi. Đây dây khóa zin nè, đây là cái logo của hãng, nhìn nó giống như cái đầu của mấy thằng người ngoài hành tinh. Rồi, cái khóa Nissan đây. Đây nè, Design California đó. Thiết kế tại Mỹ Ca, Mỹ Tho gì đó. Toàn bộ là thép không gỉ. Rồi thép đúc nguyên chiếc, dây đúc nè. Thôi chiếc này 600. Đây, hàng mới về đây nè. Một em Diesel, một cái thương hiệu của Ý. Và con này là nó, cái form của nó rất là form nó hay lắm nha. Thứ nhất đó là ở bên hai cạnh sườn đây nè, nó có lõm vào và nó có đánh sớ. Đây nó có đánh đánh mấy cái đường tia chạy sớ nè. Đây này cái đường sớ của nó nè. Đó, rất là tinh tế hai bên luôn, lõm vào. Góc 12 giờ và góc 6 giờ á, thì thay vì nó đánh số ở bên trong thì nó lại đánh số ở bên ngoài. Đó, có lịch góc 3 giờ và cái màu này sẽ là màu nâu cà phê. Đó, có đánh vân caro ở trong mặt. Rồi, con này là bộ kim có dạ quang nè. Đây, đáy của em nữa nè. Đó. Dây khóa nguyên zin nha, dây thì hơi cũ nhưng mà là có dây zin nè, có hiệu diesel. Dây khóa nguyên zin nè. Rồi con này thì size nó to hơn cái con
Nissan kia một chút. Đây, sẵn đo size luôn. Ôi chà, size cũng to chứ. 42, size ngang là 42.7, size dọc là 43. Như vậy con này là kiểu form vuông. Form vuông, có điều là anh em để ý nè, cái chỗ đây là nó nè, đó, thấy không? Nó không có ôm tay. Nó không có dành cho mấy anh em tay nhỏ. Đó, nó sẽ là như vậy nè. Nó hơi kiến tay một chút so với những cái dòng mà nó, cái dây của nó ngay cái đầu này nè, nó phải ôm xuống luôn, còn cái này là nó ôm bìa ra phía sau. Cho nên những cái form này nó hơi kiến tay một chút, nhưng mà anh em nào tay to mang rất là ok. Đó, nhiều khi là những cái chiếc này nó không phải là thiết kế cho anh em đeo cái size này, mà dành cho những em tay to nhưng là thích đeo size nhỏ. Đó, nó quái vậy đó. Rồi ok, thôi con này là 1250 ha. Dây khóa nguyên zin, màu nâu cà phê cũng khá đẹp. Rồi, em lên lại con này. Đó, ok chưa? Hồi nãy là 1:43 thì bây giờ nó nhảy lên 1:46 nè. Như vậy không phải là cái kim nó đều đứng, và cũng không phải là em chỉnh giờ cho nó đúng, mà là cái đồng hồ này nó không có kim dây. Đó, chính xác là chiếc đồng hồ này nó không có kim dây nha. Nó chỉ có kim giờ, kim phút và những cái kim thuộc bộ thể thao. Và ngoài ra nó còn có một cái kim báo thức nè. Hàng rất độc. Đây. Cái kim góc 6 giờ là cái kim 1/10 giây. Chính vì vậy nó quay khá là nhanh. Cây kim già này là cây kim dây của bộ thể thao. Cây kim ở góc 12 giờ là cây kim phúc của bộ thể thao. Và cây kim ở góc 9 giờ sẽ là cây kim giờ của bộ thể thao. Ngoài ra nó còn có một cây kim chỉ báo thức ở đây nè. Đấy, giờ em để em reset lại đó. Rồi, ở đây nó có một cái nút góc 8 giờ là để chỉnh báo thức á. Anh em để ý ở đây nó sẽ có một cái dòng chữ alarm là báo thức. Và hiện tại nó đang ở chế độ tắt. Để mở chế độ báo thức thì mình sẽ kéo núm ra. Khi mà em rút núm ra thì cây kim này nó sẽ chuyển sang chế độ mở. Và bây giờ mình sẽ chỉnh báo thức như sau. Rút cái nút cái núm góc 3 giờ á, và một nấc mình quay lên á là nó sẽ di chuyển cây kim báo thức, còn mình nấc xuống á sẽ là chỉnh lịch. Ok chưa? Đơn giản không? Như vậy cái chiếc này á là ví dụ như mình muốn báo thức ở vị trí 6 giờ sáng đây, thì mình để kim dài ở vị trí 6 giờ sáng. Rồi sau đó mình kéo cái núm 8 giờ ra. Như vậy là nó kêu cỡ chừng 10 giây là nó sẽ tắt. Còn nếu mà anh em muốn tắt tính năng báo thức á, thì mình sẽ đóng chốt lại. Nhưng mà theo kinh nghiệm của em á, thì cho dù anh em có đặt hiện giờ bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì chắc cũng tắt rồi ngủ lại thôi. Rồi ok, chiếc này hơi bị độc á nha. Không những độc mà còn hiếm nữa, bởi vì nếu như anh em chơi đồng hồ á, anh em sẽ nhận ra rằng là những chiếc form, cái form oval mà size to như vậy á là nó ít kén tay, và nó vốn dĩ là nó rất là dễ lên tay, mà chiếc này nó lại được cái là nhiều kim mà lại có báo thức nữa. Thực sự đây là một sản phẩm rất là ít gặp. Lâu lâu săn được mấy con độc độc nó lên gáy cho anh em nghe đó. Biết có dạ quang đó. Có nè, dạ quang toàn mặt luôn nha. Rồi chù cha, xong rồi. Dây khó nguyên zin luôn, đúng chết. Khó zin nè, khó đúc nè. Nó thiết kế rất là độ hoàn thiện rất là cao nha. Khó zin nè, còn sớ luôn nè. Và đây là dây nè. Dây hiện tên hãng nè, Aramis. Con này
Thôi con này để cho mấy anh em giá là 1350. Nguyên zin toàn bộ, có báo thức và không có kim dây nha. Con này chỉ có bộ kim thể thao và lịch báo thức, không có kim dây. Chính vì vậy mà anh em nhận hàng mà thấy không có kim nào chạy thì cũng đừng ngạc nhiên. Miễn sao đồng hồ đang chạy đúng giờ là được rồi. Rồi, ok. Rồi bây giờ để chỉnh giờ lại nè. 2 giờ kém 5. Không phải không? 2 giờ kém 6 phút. Rồi, ok. Con này thì size tương đương nó chắc cỡ 40 tròn anh em ơi. 40, 41 nè. Đúc nguyên con luôn nha. Rồi, tiếp theo sẽ là một em diesel nè, cuối cùng. Con này thì nó cũng thiết kế kiểu này giống như cái không biết giống như cái chữ D á. Ừ chắc vậy. Đây. Con này thì dây khó không zin nha. Dây khó không zin và cái mặt của nó thì rất là đẹp. Đây là màu vàng mỡ gà. Đó. Có dạ quen ở đầu kim giờ và kim phút. Con này size size to nhưng mà size kiểu ăn gian mà mấy con này coi nếu mà size size mặt vuông của nó có 27 chứ nhiêu còn tính ra hai bên bè ra hai bên đây thì là 43 43 44 44 chưa tính núm thôi cũng được này là 30 con này em đeo tốt chán luôn á à. Ừ. Ôm trọn cổ tay luôn. Rồi ok, con này 950. Rồi ok nha. Rồi. Đấy là những cái sản phẩm mới về hôm nay, còn lát nữa em sẽ lên một số các cái sản phẩm solar giảm giá cho anh em. Rồi ba anh em.